Vâng, và hiện tại thì Luân đang lái xe trên đường bắt đầu vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Thì hiện tại là trời cũng đang rất là tối, thì như quý vị và các bạn biết là lúc nãy Luân có giới thiệu là hệ thống đèn là đèn LED, ngoài ra có tích hợp thêm hệ thống tự động bật tắt. Đó, thì cái chức năng này cũng hỗ trợ quý vị và các bạn rất là nhiều trong cái quá trình mình sử dụng xe, giúp giảm thiểu các cái thao tác đi, giúp lái xe chú tập trung hơn, an toàn hơn. Đó, đây Luân sẽ tắt đi và bật lên. Đây là chế độ auto này, hiện tại đang đang bật chế độ auto lên. Đấy, đèn tự động bật tắt theo 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 cái điều kiện trời sáng như nào. Và hiện tại Luân đang ngồi ở trước vô lăng, thì Toyota Camry 2.5Q này, ngoài các chức năng mà Luân giới thiệu phía trước, thì hiện tại là được trang bị thêm là màn hình HUD trên kính, hiển thị như là cái tốc độ của xe này, cái mức tiêu hao nhiên liệu tại thời điểm hiện tại đó, cũng như là hệ thống cái la bàn, cũng như là khi mà quý vị và các bạn sử dụng chế độ map ấy, dẫn đường ấy, thì màn hình hiển thị trên kính này nó cũng hướng dẫn chi tiết, hiển thị các cung đường chi tiết nhất dành cho quý vị và các bạn. Mình không phải nhìn sang màn hình DVD đó, mà hiện tất cả các cái cung đường rẽ ở chỗ nào thì các cái thông tin đều hiển thị trên kính hết, giúp cho lái xe tập trung lái xe và an toàn hơn. Đó, quý vị và các bạn thấy là Toyota Camry 2.5Q phiên bản mới nhất này được trang bị các công nghệ hiện đại đúng không ạ? Đây, bắt đầu chuẩn bị vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi, thì Lan Luân sẽ thử nghiệm cái tốc độ, các giải tốc độ ở các cái làn đường khác nhau. Đấy, tôi vừa tra qua cái trạm thu phí, trạm trạm soát vé cao tốc Hà Nội Hải Phòng rồi. Đây là cung đường cao tốc đẹp nhất Việt Nam luôn, và hiện tại Luân đang đi ở cái làn là có tốc độ tối đa là 120 km. Thì bây giờ Luân sẽ trải nghiệm cái tốc độ cũng như là chức năng của cái cruise control. Đây, hiện tại là như quý vị và các bạn thấy là bên tay tay phải Luân đây, các cái hệ thống phím cruise control này được trang bị rất là thuận tiện, không phải dùng cần như như ngày trước nữa rồi. Đó, thế thì Luân hiện tại Luân bật lên, hệ thống bắt đầu là on rồi. Nếu mà quý vị muốn set thì quý vị chỉ cần giữ cái mức chân ga ở cái mức tốc độ mình mong muốn đó. Đấy, và mình ấn set này, hệ thống bắt đầu nhìn thấy chữ set kia rồi đó. Bây giờ Luân sẽ tăng tốc độ lên khoảng tầm 90 đi, 91 rồi, đi về hướng đông nam lên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng quốc lộ 94, 5B. 95 rồi, 100 km/h. Rồi, mình duy trì tốc độ này khoảng đó. Đây là hệ thống cruise control này. Bây giờ quý vị và các bạn muốn tăng tốc độ lên thêm nữa đó. Đấy, 105 rồi. Đấy là cái chức năng của cái cruise control này. Nếu mà quý vị mà muốn hủy thì mình có thể ấn cancel ở trên trên cái phím chức năng ở trên trên vô lăng, hoặc là quý vị có thể là đạp chân ga, chân phanh thì hệ thống tự động nó sẽ hủy. Đó là hệ thống cruise control. Và hy vọng trong thời gian tới thì Toyota Camry 2.5Q sẽ được trang bị hệ thống là kiểm soát hành trình chủ động. Tức là cái hệ thống nó sẽ giúp chiếc xe của mình là đi theo cái giải tốc độ mà chiếc của chiếc xe phía trước, trong trường hợp là mà quý vị set cái cruise control này. Sử dụng cái chức năng cruise control kiểm soát hành trình chủ động này thì thứ nhất là sẽ giúp cho lái xe là tập trung hơn trong cái việc lái xe. Đó, mình sẽ giảm thiểu các cái thao tác đi. Thứ hai là giúp cho là lái xe là kiểm soát được cái tốc độ
mà mình mong muốn tránh trường hợp là đi quá giới hạn tốc độ. Đấy. Thứ ba là việc duy trì cái tốc độ ổn định này sẽ giúp cho là xe chạy tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó, quý vị và các bạn thấy chức năng này rất là tiện ích đúng không ạ? Luân xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái chiếc lỗ lái Sport đây. Và hiện tại Luân sẽ bắt đầu là ấn cái nút Sport này. Và trên màn hình đã hiển thị luôn cái chế độ hiển thị chữ Sport rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đạp. Xe tăng tốc rất là nhanh chóng. Đấy. Việc sử dụng chế độ lái Sport này sẽ giúp cho quý vị và các bạn là trải nghiệm cái cảm giác lái mạnh mẽ hơn của chiếc xe, cũng như là cảm giác lái rất là rô mốt thể thao đấy ạ. Đó, bây giờ Luân sẽ chuyển về chế độ Normal một thôi. Ngoài ra thì có cái chế độ lái Eco này nữa này. Nếu mà quý vị và các bạn đi trên đường cao tốc với cái tốc độ duy trì ổn định ấy, thì mình bật cái chế độ Eco này lên. Đấy, thì xe chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đi theo lối ra về hướng Hát Yên Mỹ. Rồi, sau đó ngoài ra thì còn bình thường thì mình chỉ cần chạy chế độ thường thôi là xe cũng đã bốc rồi, bởi vì động cơ là 2.5 mà rất là khỏe khoắn, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Đấy. Đây, Luân đang chuẩn bị là đến lối ra của trạm thu phí rồi. Vâng, và vừa rồi thì Luân cũng vừa ra đến qua trạm thu phí về đến nút giao Yên Mỹ rồi. Hiện tại Luân sẽ chuyển sang cái chế độ lái bán tự động, chế độ lái tay đấy. Sử dụng với các cái chức năng như là tăng giảm số trên vô lăng này. Sẽ có quý vị và các bạn thấy là khi mà chiếc xe Camry 25Q Luân chuyển sang cái chế độ lái tay ấy, thì nó sẽ hiển thị là S4. Đấy, nếu mà quý vị muốn tăng tốc lên thì mình tăng lên, ấn tăng cái phím cần tăng số trên vô lăng đây. Rẽ phải. Đó, tăng lên này, tăng đến cấp 6 này. Còn nếu mà giảm xuống cấp 4 thì trên màn hình này đều trang bị đây. Đi tiếp 3 km nữa. Đấy, tăng giảm đều là trên vô lăng hết. Cũng cái chức năng này mà quý vị mà sử dụng kết hợp với chế độ lái Sport thì cũng phê đấy. Nhưng mà nếu mà quý vị và các bạn nào mà lái thì mình chỉ cần chuyển sang chế độ lái bình thường thôi. Đấy, Luân vừa thử nghiệm một chút cái chế độ lái. Lái bán tự động kết hợp với nút tăng giảm số trên vô lăng rất là thuận tiện đúng không ạ? Giảm thao tác quý vị phải cầm vô lăng cầm cần số để mình tăng giảm số. Cung đường chạy rất là gồ ghề nhưng mà Camry chạy rất là êm ái luôn. Quý vị có thể thấy đấy, trên cung đường đến nhà khách hàng. Nói chung là ổ voi, ổ trâu rồi. Chung là Camry 2.5Q chấp mở lại đường, trừ ổ voi to quá rồi. Rất êm ái đúng không? Không quý vị và các bạn.